Ba loại cá cực giàu canxi, hỗ trợ toàn diện cho cơ thể bạn không nên bỏ qua. Thứ nhất, cá mòi Cá mòi là một trong những loại cá giàu canxi nhất, đặc biệt khi được ăn nguyên xương. Một khẩu phần cá mòi có thể cung cấp đến 325 mg canxi, chiếm khoảng 25 đến 30% nhu cầu canxi hàng ngày của người trưởng thành. Không chỉ giàu canxi, cá mòi còn chứa nhiều omega-3 giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và cải thiện chức năng não bộ. Thứ hai, cá hồi. Cá hồi là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Một khẩu phần cá hồi có thể cung cấp khoảng 180 mg canxi. Ngoài canxi, cá hồi còn nổi tiếng với hàm lượng omega-3 cao và vitamin D, hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hấp thụ canxi và duy trì sức khỏe của xương. Thứ ba, cá ngừ, mặc dù cá ngừ không chứa nhiều canxi như cá mòi hay cá hồi, nhưng nó vẫn là một sự lựa chọn tốt để bổ sung canxi cho cơ thể. Một khẩu phần cá ngừ đóng hộp cung cấp khoảng 38 mg canxi. Hơn nữa, cá ngừ chứa nhiều protein, vitamin B12 và omega 3 giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường khả năng hấp thụ canxi.